Tôi cũng có nhẫn này này, cũng là dấu chỉ. Rồi nước ở trong bí tích rửa tội, dầu ở trong bí tích thêm sức, tất cả là dấu chỉ. Và khi chúng ta đi xưng tội, chả nhẽ tôi chỉ ngửa cổ lên trời, tôi thưa với Chúa, lại Chúa con phạm tội này, con phạm tội kia, mà tôi không biết là Chúa có tha cho tôi không, bởi vì tôi không nghe đi gì cả. Còn đằng này khi tôi vào tòa giải tội, tôi xưng tội xong, thì tôi nghe rõ bên tai tôi lời tha thứ. Cha tha tội cho con, nhân anh cha và con và Thánh Thần. Tai nghe rõ ràng. Và tôi chắc chắn là tôi được tha. Chứ không phải tôi chỉ có ngước lên trời rồi tôi xưng tội mà tôi không nghe thế. Chúa tha thứ cho tôi. Cho nên bí tích á, chính là những dấu chỉ, một cách nào đó là khuôn mặt của lời, thể hiện hành động cứu độ của Thiên Chúa mà chúng ta cảm nhận được, nghe được, thấy được, sờ mỏ được. Có điều bí tích là những dấu chỉ, nhưng mà rồi dần dần nó quen quá cho nên là mình coi thường, mình không thấy còn ý nghĩa gì nữa. Chứ còn ý nghĩa sâu xa nó nằm ở đấy. Và tiếp đó, khi chúng ta nói đến khuôn mặt của lời, Chúa Giê-xu là khuôn mặt của lời, thấy Ngài là thấy Thiên Chúa, thì ở đây nó có một câu hỏi cũng được đặt ra cho các anh chị và tôi, và là một câu hỏi ghê gớm lắm, mà chắc cả đời chúng ta có cố gắng cũng chưa đi đến đâu, nhưng ít ra là mình ý thức. Câu hỏi đó là: vậy thì Chúa cũng ban cho tôi một khuôn mặt, một cuộc đời, và khi người ta nhìn vào khuôn mặt và cuộc đời này, người ta có thể khám phá ra Thiên Chúa được không? Hay là người ta xa Chúa hơn? Đấy, câu hỏi đó là quyết liệt lắm. Bà Teresa Canquita chẳng hạn, thì bà ấy cũng có một khuôn mặt như mình vậy. Chắc không đẹp bằng mình, xấu hơn nhiều chị ở đây. Già rồi, nhăn nheo lắm rồi. Nhưng mà cứ mỗi một lần nhìn thấy khuôn mặt của bà Teresa Canquita là cả thế giới hầu như người ta nghĩ đến cái gì nó thánh thiện, tràn ngập tình yêu, đúng không? Một cách nào đó đấy cũng là khuôn mặt của lời. Cho nên tôi nêu câu hỏi đó thì không phải là suy nghĩ quá tự do đâu, mà nó có cơ sở. Khuôn mặt của lời. Có bức hình nào đó người ta chụp bà Teresa Canquita đứng ở bên cạnh công nương Diana. Hai cảnh nó trái nghịch lắm. Xét về sự ăn mặc, xét về nhan sắc, tuổi tác nữa. Thế nhưng mà xét ở trên bình diện tinh thần thì có khi nó ngược lại. Cho nên nếu ta tìm hiểu về Chúa Giê-xu như là khuôn mặt của lời, thì câu hỏi đó được đặt ra cho chúng ta: khuôn mặt cuộc đời của mình có thể hiện Thiên Chúa hay không? Bây giờ tiếp đến tựa đề thứ ba, rất là cụ thể: nhà của lời. Nhà của lời. Lời có nhà. Ta học Thánh Kinh rồi, đặc biệt là trong các sách khôn ngoan, lời của Thiên Chúa được nhân cách hóa như một ngôi vị vậy, đúng không? Nhà của lời. Vậy thì nhà của lời ở đâu? Câu trả lời của sứ điệp thượng hội đồng giám mục đó: lời Chúa ở khắp nơi.
Nhưng mà đặc biệt là trong giáo hội. Trong giáo hội, các anh chị có để ý trong tiếng Việt Nam mình thì nó không diễn đạt được điều này. Nhưng trong các ngôn ngữ Âu Châu, mà cụ thể nhất là tiếng Latin đó, thì những từ này nó có mấy nghĩa? Có hai nghĩa: Ecclesia hay là Ecclesia hay là The Church. Một nghĩa là giáo hội, nghĩa thứ hai là nhà thờ. Nhà thờ, nhà của Chúa. Cho nên nhà của lời, giáo hội. Chúng ta đến với giáo hội để gặp được lời. Tôi có thể gặp lời trên những bước đường của cuộc sống, nhưng mà đặc biệt là trong ngôi nhà giáo hội. Vậy thì khi tôi đến với giáo hội, tôi có thể gặp lời ở đâu? Dựa vào sách công vụ có 4 điểm. Thứ nhất đó, là tôi gặp được lời qua lời rao giảng của giáo hội. Lời rao giảng của giáo hội. Cho nên ở đây các anh chị phân biệt dùm một điều. Khi ta đến nhà thờ dự thánh lễ chẳng hạn, linh mục giảng, thì cái bài giảng đó người ta gọi là homilia. Bài giảng lễ Chúa Nhật của linh mục, homilia. Khi ta đi dự một lớp giáo lý, hoặc là mình thúc giục con cái của mình nó đi học giáo lý, thì cái việc dạy giáo lý đó, tiếng chuyên môn gọi là catechesis. Khi ta dạy giáo lý cho một người dự tòng để họ hiểu đạo và tin vào Chúa Giêsu, tiếng chuyên môn gọi là kerygma. Đấy, khi tôi đến với giáo hội, tôi có thể gặp được lời trong việc giáo hội rao giảng lời. Cụ thể nhất là ba việc này: homilia, linh mục giảng lễ Chúa Nhật; catechesis, khi giáo hội dạy giáo lý; và thứ ba là khi dạy giáo lý cho dự tòng. Thành thử ra nếu mà hiểu cho đúng nhá, linh mục giảng lời Chúa, đặc biệt là Chúa Nhật á, ông ấy giảng với tư cách cá nhân của ông hay là tư cách gì? Tư cách là thừa tác viên lời Chúa. Thành thử ra ngồi ở dưới có thể có nhiều giáo sư thánh kinh, nhưng mà vẫn nghe ông giảng, cũng không có giảng cái lập trường riêng của mình. Nhưng mà ngược lại, chính linh mục phải ý thức điều đó để đừng biến tòa giảng thành chỗ để công kích người này người kia mà mình không ưa. Linh mục phải ý thức để đừng biến tòa giảng thành chỗ để mình phổ biến một hệ ý thức chính trị mà mình thích. Không phải chỗ. Chỗ đó là chỗ công bố lời Chúa. Tương tự như vậy, nếu mà hiểu cho đúng ra cái người dạy giáo lý á, không phải là dạy quan điểm cá nhân của mình, mà là phải dạy giáo huấn của giáo hội. Cho nên phải được đào tạo, phải được học cho đàng hoàng. Giáo lý viên của chúng ta mang tính tự nguyện nhiều. Tự nguyện thì rất tốt, nhưng mà mình lại không có được thời gian để đào tạo cho đến nơi đến chốn. Cho nên nhiều khi là mình làm công việc đó nó chưa có đạt. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai là khi tôi đến với giáo hội, tôi gặp được lời trong việc
bẻ bánh ngôn từ của sách Công Vụ mà chúng ta ngày hôm nay hiểu là thánh thể bẻ bánh. Tôi gặp được lời ở đấy. Chúa Giêsu gặp hai môn đệ trên đường Emmau nhưng mà hai ông không nhận biết Ngài. Hai ông chỉ biết rằng khi mà nghe lời Ngài nói thì lòng thấy nó ấm lại. Cho nên mới xin Ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều, ngày sắp tàn. Thế khi vào trong quán đó thì ngồi đối diện với nhau thì Chúa Giêsu mới cầm bánh bẻ ra trao cho các ông. Lúc đấy thì mắt các ông mới nhận ra Ngài. Nhưng mà khi nhận ra thì phía đằng trước Chúa biến mất rồi. Hay là hay cái đấy. Lúc mà thù lù ở đấy thì không thấy, mà bây giờ không còn nữa thì thấy. Này, cái thấy của đức tin. Cho nên khi ta dự lễ, ta dâng lễ cũng vậy, ta nhìn lên là ta thấy cái gì? Có thấy Chúa đâu, chỉ thấy tấm bánh. Tấm bánh được bẻ ra, nhưng mà trong đức tin ta thấy Chúa, ta gặp lời. Thì ta gặp ở nơi bí tích thánh thể trong việc bẻ bánh. Và thứ ba là gặp được trong việc cầu nguyện. Khi tôi đến với giáo hội, ngôi nhà của lời, tôi gặp lời khi tôi cùng với cộng đoàn cầu nguyện. Không chỉ là cầu nguyện riêng ở trong phòng riêng nhà